Sau khi giành quả bóng vàng 2023, Messi đã nói rằng giải thưởng này là món quà cho cả đội tuyển và Argentina. Anh đã nhắc đến Erling Haaland và Kylian Mbappé, đánh giá cao thành tích của họ trong năm qua. Messi cho rằng trong tương lai, cả hai cầu thủ trẻ này có cơ hội giành giải quả bóng vàng. Anh tin rằng bóng đá sẽ tiếp tục phát triển và những thế hệ cầu thủ mới sẽ mang lại những trận đấu đẹp và đỉnh cao. Messi thừa nhận rằng anh không bao giờ tưởng tượng mình có thể đạt được những thành tựu như hiện tại. Được thi đấu cho các đội bóng hàng đầu như Barca và đội tuyển Argentina là điều giúp anh dễ dàng giành danh hiệu và giải thưởng cá nhân. Anh nhớ lại những khoảnh khắc khó khăn với đội tuyển Argentina như trận thua 1-2 trước Saudi Arabia ở World Cup 2022. Messi tự hào vì không bao giờ từ bỏ và luôn chiến đấu vì ước mơ vô địch Copa America và World Cup. Messi cũng tâm sự về niềm đam mê với bóng đá và cho biết anh sẽ tiếp tục tận hưởng niềm vui sân cỏ dù không còn thi đấu tại châu Âu. Với quả bóng vàng 2023, Messi đã có 8 lần đoạt giải thưởng này trong sự nghiệp.